Xin mời đại chúng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày tu thiền và thọ bát quan trai lần thứ ba tại chùa An Lạc. Trong ngày hôm nay, quý vị sẽ được sư hướng dẫn cho quý vị các đề mục thiền. Buổi sáng sư sẽ hướng dẫn cho các vị đề mục thiền niệm ơn đức tăng, và buổi chiều sư sẽ hướng dẫn thiền Kasina cho các vị trước khi mà bước vào buổi tu tập, thì để cho quý vị được tiêu trừ nghiệp chướng, tam chướng, sư sẽ hướng dẫn cho quý vị sám hối, và sư sẽ truyền bát quan trai trên nền tảng của giới, quý vị tu tập có tiến bộ. Vì vào định kỳ mỗi tháng tại chùa An Lạc có khóa tu thiền một lần. Sư từ tỉnh Thái Bình, ở tại chùa Phúc Minh, tỉnh Thái Bình, ở xa xôi ngoài Bắc. Sư vào đây từ tối hôm qua và sáng hôm nay để kịp giờ dạy thiền cho đại chúng. Thì thầy hy vọng rằng đại chúng trân quý điều đó, và nhất là trong các khóa thiền vừa qua, quý vị đã được sư giảng dạy các đề mục thiền. Và những đề mục thiền đó, những lời giảng dạy của sư sẽ là những hành trang, sẽ là pháp mà quý vị sẽ nương tựa trong cuộc đời. Những lúc bất an, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, có pháp để nương tựa, để quý vị vượt qua khổ đau. Và chỉ có pháp của Đức Phật mới có thể giúp chúng ta đi đến điểm kết thúc, đến điểm cuối cùng, đó là chấm dứt vòng luân hồi. Và Phật pháp sâu màu vi diệu, thật khó để cho quý vị có thể tự học, tự tu được. Vì vậy phải có một vị thầy hướng dẫn, có kinh nghiệm hướng dẫn cho quý vị pháp học và pháp hành. Và Diễm Phúc Thầy tại chùa An Lạc, chúng ta trong đời sống tinh thần nương tựa sư hướng dẫn cho pháp hành tu tập. Thầy mong quý vị biết ơn và thấy rằng đó là diễm phúc của cuộc đời mình. Mong quý vị trân quý từng phút từng giây, để trong ngày hôm nay tu tập có tiến bộ, và nhất là học được những cái kỹ thuật hành thiền mà sư hướng dẫn cho quý vị, để quý vị thực tập trong đời sống hàng ngày. Và muốn cho đời sống hàng ngày của mình được tốt hơn, hành thiền được sâu sắc hơn, thì ngoài cái buổi học của sư ở đây, thì quý vị tiếp tục lên các cái trang thông tin truyền thông ở chùa của sư, các trang Facebook và các cái bài giảng của sư, quý vị nghe thêm. Và nhất là quý vị nào muốn tiến bộ xa hơn nữa, thì thầy khuyên quý vị ráng sắp xếp được thời gian ra ngoài chỗ của sư một tuần, nửa tháng, một tháng hoặc vài tháng, để mình thực tập chuyên sâu. Cái môi trường của sư ở bên ngoài chùa Phúc Minh ở tỉnh Thái Bình là môi trường chuyên về thực tập và pháp hành. Nếu quý vị mà muốn đi xa hơn nữa thì ra tại đó được sự hướng dẫn trực tiếp của sư. Chúng con kính bạch sư, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, và chúng con cung thỉnh sư khai pháp. Sư sẽ hướng dẫn cho đại chúng một cái pháp môn hành thiền tiếp theo trong các cái pháp thiền của Đức Phật, của Phật giáo Nguyên Thủy. Và hôm nay sư sẽ giảng và hướng dẫn cho mọi người pháp môn là thiền niệm ân đức tăng. Thì có những cái pháp môn như là thiền niệm ân đức Phật, thiền niệm ân đức Pháp và thiền niệm ân đức tăng. Thì những sư đã giảng về thiền niệm ân đức Phật rồi, mình lấy Đức Phật làm đối tượng và sau đó tưởng niệm đến chín ân đức Phật, và cứ liên tục thực hành như vậy cho đến khi đạt đến sự nhất tâm định tĩnh và có thiền niệm ân đức Pháp. Thì mình hướng đến giáo pháp do Đức Phật đã thuyết giảng và tưởng niệm đến sáu ân đức của giáo pháp, và có pháp nữa là hành thiền niệm ân đức tăng. Và thiền niệm ân đức tăng thì có chín ân đức, đó là những cái ân đức mà mình sẽ được thực hành trong cái buổi tu tập hôm nay. Thì đối với Đức Phật thì mình sinh ra ở cái thời hiện tại này, mình không được gặp Đức Phật nữa, mình chỉ biết Đức Phật thông qua lịch sử, thông qua kinh điển, và mình gợi nhớ lại hình tượng của Đức Phật qua những bức tượng Phật, qua những bức tranh ảnh về cuộc đời Đức Phật. Về giáo pháp thì là những cái lời dạy của Đức Phật rất là thâm sâu, cao siêu, huyền diệu. Và
mình cũng có thể do mình học pháp, do mình được nghe giảng pháp mà mình hiểu về giáo pháp và lấy pháp ấy làm cái pháp môn để tu tập. Còn đối với chư tăng thì đây là một cái con người thật sự mà mình có thể gặp được, mình có thể tận mắt thấy hình ảnh chư tăng là những người xuất gia tu tập trong giáo pháp của Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau đó thì Ngài lập nên một cái hội chúng chư tăng, chư tỳ kheo tăng, và ba cái ngôi tam bảo được hình thành, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thì chư tăng chính là những cái hội chúng tu tập mà chính Đức Phật là người đã dựng nên, là người Đức Phật là người đã thành lập nên hội chúng tăng đoàn. Và cái hội chúng tăng đoàn ấy sẽ tồn tại mãi mãi, đối trợ khi nào giáo pháp còn thì cái hội chúng chư tăng sẽ còn, khi nào giáo pháp nó diệt không còn nữa thì hội chúng chư tăng mới mất hết. Thì chư tăng sẽ tồn tại mãi mãi cùng với giáo pháp, vì khi nào còn chư tăng thì giáo pháp mới còn, mà khi nào không còn hình ảnh của chư tăng, của người xuất gia nữa thì giáo pháp cũng sẽ không còn, cũng sẽ biến mất ở trên thế gian. Nên là với một người tu tập thì hình ảnh chư tăng cũng, các cái ân đức của chư tăng cũng là một cái pháp môn để mình thực hành tu tập. Thì đối với Đức Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thì chỉ có Đức Phật chỉ có một vị duy nhất ra đời trong một thời kỳ này mà thôi. Còn đối với chư tăng thì có rất nhiều giáo pháp, cũng có rất nhiều pháp môn cao thấp khác nhau, đều dẫn đến cái sự hướng thiện, đều là cái pháp để dẫn dắt con người đi đến thoát khổ đau. Còn chư tăng thì sẽ được phân ra thành rất là nhiều các cái mức độ, các cái thứ bậc cao thấp khác nhau. Như là chư tăng thì như thời Đức Phật có, đó là những bậc gọi là thanh văn giác. Thanh văn ở đây có nghĩa là những bậc nhờ nghe giáo pháp của Đức Phật mà đạt được sự giác ngộ, cho nên được gọi là chư tăng đều là những bậc thanh văn giác. Và các vị chư tăng ấy thì có những cái đức hạnh, có những cái phẩm hạnh cao thấp khác nhau. Đức Phật thì là toàn hảo về tất cả mọi mặt, về đức hạnh và về trí tuệ là một bậc toàn hảo viên mãn, không có một chút khiếm khuyết nào. Còn đối với chư tăng thì mỗi một vị có thiên hướng về những cái hạnh khác nhau, về những cái đức hạnh của chư tăng là có cao thấp, là có sai khác, không đồng nhất. Vậy nên là chư tăng thì như thời Đức Phật có những bậc là thượng thủ thanh văn. Thì chỉ có hai, trong giáo pháp của một vị Phật chỉ có hai vị như thế thôi. Đó là một vị là đệ nhất trí tuệ, đó là tôn giả Xá Lợi Phất. Một bậc gọi là đệ nhất thần thông là tôn giả Mục Kiền Liên. Đấy là những bậc thượng thủ thanh văn. Rồi còn lại những bậc đại thanh văn thì có tới 80 vị đại đệ tử của Đức Phật. Mỗi một vị thì có những cái, có thiên hướng về một cái đức hạnh khác. Như có vị thì đa văn đệ nhất, có những vị thuyết pháp đệ nhất, có những vị là tu đầu đà đệ nhất, có những vị thuộc về giới luận đệ nhất, có những vị nghị luận đệ nhất, có những vị mật hạnh đệ nhất. Thì có mỗi một vị, tức là có tới 80 vị đại đệ tử, mỗi một vị có những cái mặt mạnh yếu khác nhau. Như vậy thì đấy là về chư tăng, là mỗi vị thì có một cái đức hạnh khác nhau, không đồng đều, không giống nhau. Và các vị thanh văn giác hay là chư tăng Đức Phật thì cũng cái trình độ, cái trí tuệ cũng có cao thấp. Là có những vị khi trở thành một bậc giác ngộ thì là một vị có tam minh, nục thông, tứ tuệ phân tích. Thế là những cái bậc những bậc ưu tú nhất trong cái hội chúng chư tăng đấy là những vị sẽ có tam minh, có sáu thắng trí,
và có bốn vô ngại giả. Và có những vị chư tăng thì các cái bậc thánh tăng giác ngộ rồi thì chỉ có tam minh và nục thông, tức là các vị ấy có túc mạng minh, thiên nhãn minh, nậu tận minh và sáu cái thăng trí thần thông mà không có tứ tuệ phân tích. Thì những cái vị nào mà thuộc vào hàng chư tăng mà có hai cái mặt, đó là mà sự viên mãn về thiền định và sự viên mãn về thiền tuệ. Nếu như một vị tăng mà có thành tựu cả hai mặt, cả thiền chỉ và thiền quán đều viên mãn, thì vị ấy có thể trở thành một vị tam minh nục thông tứ tuệ phân tích, hoặc là vị ấy là một vị có tam minh nục thông, có sáu thắng trí năng lực thần thông. Hoặc là có những vị chư tăng chỉ có tam minh, tức là trở thành một bậc A-la-hán, chỉ có túc mạng minh, thiên nhãn minh, nậu tận minh, không có thần thông. Đấy là những vị chư tăng chỉ thuần về thiền quán, tức là những vị nào mà chỉ thiên hướng về thiền tuệ, thiền quán mà đi đến giác ngộ. Các vị ấy không có những cái trải qua những cái sự thực hành thiền định, thì những vị ấy được gọi là những cái bệnh thuần quán, thì các vị ấy trở thành những vị chỉ có tam minh. Nếu như các vị ấy chứng đến A-la-hán, thánh đạo A-la-hán, thánh quả, thì đấy cũng được gọi là một bậc tuệ giải thoát. Thì đấy là còn các vị thanh văn trong giáo pháp của Đức Phật, thì có những vị là bậc nậu tận, tức là đã đoạn trừ hết tất cả phiền não và đã trở thành một bậc A-la-hán. Có những vị thì đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, đó là trở thành một vị bất lai. Có những vị thì đoạn trừ được thân kiến hoài nghi, giới câm thủ, và đã làm giảm bớt muội nược tham sân si, trở thành những vị nhất lai, những vị nhất lai sơ nhị quả. Hoặc là có những vị đã đoạn trừ thân kiến hoài nghi, giới câm thủ, là những vị dự niu. Thì có những vị thì còn đang trên cái con đường tu tập để hướng đến sự giải thoát thoát. Vậy thì có trong hội chúng chư tăng ấy thì có những vị là phàm tăng, có những vị là thánh tăng, có những vị là bậc hữu học, có tức là những vị những cái quả vị thấp, sơ quả, nhị quả, tam quả, có những vị là những bậc vô học, đó là những bậc đã đoạn trừ được tất cả những phiền não. Thì đấy là hội chúng chư tăng trong giáo pháp của Đức Phật. Thì tùy theo vào cái sự tu chứng của mỗi vị, thì các vị ấy khi đã làm một cái người từ bỏ cái đời sống thế tục và đã được thọ, đã được công nhận trở thành một cái vị xuất gia, là một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật, thì các vị ấy được gọi là hội chúng chư tăng. Và đối với một cái người mà hướng tâm đến cái sự thực hành cái pháp thiền niệm ân đức tăng, thì vị ấy hướng tâm đến cả một hội chúng chư tăng, và không hướng tâm đến riêng một vị tăng, mà hướng tâm đến hội chúng, tức là hướng tâm đến cả một cái đoàn thể chư tăng. Hay là chư tăng khi nào mà có bốn vị cùng hòa hợp sống chung với nhau thì được gọi là hội chúng tăng. Vậy thì mình niệm ân Đức Phật là niệm hội chúng tăng như vậy. Thì các cái ân đức tăng sẽ gồm có 9 ân đức mà mình cần tưởng niệm. Đó là, và nếu như một cái người muốn thực hành cái pháp này, mình cần phải học thuộc cái bài niệm ân đức tăng đó. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho, Uchupatipanno Bhagavato Savaka Sangho, Nyajapatipanno Bhagavato Savaka Sangho, Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Dariang chatari purisa jugani atha purisa jugana esa bhagavato savaka sango ahunayo bahunayo dakhinayo anchanikajateyo anutarang punya khetang nokasati. Thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Chân chánh thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Ứng lý thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điển vô thượng ở trên đời. Đấy là cái bài
nói về chín ân đức tăng, và cần phải thuộc lòng cái bài này và cần hiểu ý nghĩa của từng cái ân đức này thì mới niệm ân đức tăng được. Như là trước tiên muốn niệm ân đức tăng, mình cần ngồi giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại và trong tâm mình hướng tâm đến hình ảnh của các vị tỳ kheo, của những người xuất gia, và hướng tâm đến hình ảnh của một hội chúng tỳ kheo trang nghiêm, thanh tịnh. Một cái hội chúng tỳ kheo ấy có thể là mình đã từng thấy một hội chúng tỳ kheo nào đó mà mình cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là cung kính, có cái niềm tin tưởng, có cái sự kính trọng. Và có thể đó là hình ảnh các vị chư tăng đang ngồi thiền, các vị chư tăng ấy đang đi khất thực, hay là các vị chư tăng ấy đang tụng kinh, đang thuyết pháp, tức là một cái hội chúng tỳ kheo tăng như vậy, có thể là 4 vị, 5 vị, 10 vị, hàng trăm vị hoặc hàng ngàn vị. Mình có thể hướng tâm đến các cái vị chư tăng trong thời quá khứ mà mình có đã từng được học trong giáo pháp, được hiểu hay được thấy trên tranh ảnh, hoặc là mình có thể hướng tâm đến hội chúng tỳ kheo tăng, các vị chư tăng là cái hình ảnh mà mình đã từng thấy, đã từng chứng kiến, đã thấy bằng mắt thường. Thì cái hình ảnh này dễ nhất, mình ngồi mình gợi nhớ lại cái hình ảnh mà mình đã từng thấy một cái hội chúng tỳ kheo thánh thiện mà mình cảm thấy có sự hoan hỷ cung kính ấy. Thì khi mà mình ngồi mình nhắm mắt, mình hình dung, mình tưởng nhớ đến hình ảnh chư tăng như vậy, rồi sau đó mình mới niệm một cái ân đức đầu tiên, cái ân đức thứ nhất, Suppatipanno Bhagavato Savakasangho. Thì mình cần phải hiểu cái ý nghĩa của cái câu niệm này, là thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Và mình cứ niệm đi niệm lại một cái câu như vậy, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Hay là trong cái lúc mình vừa niệm như thế, mình vừa suy xét đến ý nghĩa của chư tăng. Chư tăng là những bậc thiện lành, vì đó là những bậc đã từ bỏ hết những cái đời sống lỗi lầm, những cái đời sống ô nhiễm, những cái đời sống phiền não, những cái đời sống trói buộc ở trong thế gian. Vì cái đời sống tại gia, đời sống ở thế gian có nhiều trói buộc, có nhiều cái sự ràng buộc, có nhiều cái phiền não, có nhiều cái tội lỗi, có nhiều cái khổ đau. Còn đời sống xuất gia là đời sống buông xả hết tất cả những cái ràng buộc trói buộc ấy, cho nên là thong dong tự tại, có thể dễ dàng hành trì được giáo pháp, dễ dàng giữ gìn được cái giới luật trong sạch thanh tịnh, và có thể tu tập đi đến giải thoát, đi đến cái sự giác ngộ, đi đến niết bàn. Thì đã là một cái vị tăng xuất gia, là một cái người sẽ từ bỏ tất cả những cái pháp bất thiện ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý, không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục, không nói lời phù phiếm nhảm nhí. Các vị ấy buông xả và từ bỏ tất cả những cái sự những cái sự nghiệp, những cái nghề nghiệp ở thế gian, để trở thành một cái người từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ thân bằng quyến thuộc. Vì ấy sẽ từ bỏ tất cả những cái nghề nghiệp bất chánh, không làm những cái pháp như là buôn bán đổi trác, không thọ nhận tiền và vàng bạc. Vì ấy không làm hại đến cả thảo mộc côn trùng. Các vị ấy sẽ là những cái người không làm những cái nghề nghiệp hạ nhiệt để kiếm sống, như là xem thiên văn, xem địa lý, xem ngày giờ tốt xấu, xem tướng, hay là xem những cái họa phúc cát hung, hay là xem sao bói quẻ. Tất cả những cái nghề nghiệp ấy cần dứt bỏ, cần buông xả, cần đoạn trừ hết. Các vị ấy cần buông xả tất cả những cái lối sống theo cái lối sống thế gian, từ y áo, từ cái hình tướng ở bên ngoài, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với sự thực hành
giới thanh tịnh, thực hành tâm thanh tịnh và để thành tựu được chi kiến thanh tịnh. Khi mà mình có cái sự suy xét về cái những cái hạnh thiện này là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, thì cứ niệm như thế thôi, cứ giữ cái hình ảnh như vậy, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Đấy là cái ân đức thứ nhất. Và vừa tưởng niệm như vậy, vừa suy xét như vậy, cho đến khi cái ân đức này trở nên thuần thục ở trong tâm mình, và trong tâm mình cảm thấy có cái sự hân hoan, cảm thấy có cái hoan hỷ, có cái sự tịnh tín, và cũng sẽ khởi lên được cái niềm tin, cái hoan hỷ đối với chúng tăng. Thì ở trên đời vậy, có những người khi mà mình phát cái tâm hướng đến mong cầu đến cái đạo giải thoát giác ngộ là do mình có nhân duyên được gặp Đức Phật. Nhưng mà cũng có những người khi gặp Đức Phật rồi, người ta cũng không biết đây là Phật. Khi mà người ta phải được nghe giáo pháp, người ta được nghe giảng pháp, thì người ta sẽ ngộ ra được đây là giáo pháp, và người ta phát khởi lên cái tâm tu đi đến cái sự giác ngộ, tu tập để hướng đến cái sự giải thoát khổ đau. Nhưng mà cũng có những người thì sẽ khi nhìn thấy hình ảnh của chư tăng, vì ấy có thể khởi lên cái tâm hoan hỷ, vì ấy sẽ khởi lên cái tâm muốn tu tập, muốn thực hành để chấm dứt khổ đau. Đấy, mỗi người có những cái nhân duyên sâu nặng với một trong ba cái ngôi tam bảo. Đó là có người thì có duyên rất là thâm sâu với Phật, có người có duyên với pháp, có người thì có cái duyên với tăng. Có những người chỉ nhìn thấy hình ảnh của những vị chư tăng với cái sự trang nghiêm, với cái sự uy nghiêm, với cái sự thanh tịnh, cái đời sống buông xả, cái đời sống thánh thiện, cái đời sống thanh tịnh ấy, mà các vị ấy có thể khởi lên cái tâm xuất gia, các vị ấy có thể từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế thì với một cái người có cái sự tưởng niệm đến ân đức tăng cũng sẽ làm cho mình hoan hỷ với cái đời sống xuất gia, cung kính cái đời sống xuất gia, rồi cũng có thể mình sẽ khởi lên cái tâm đó là muốn được xuất gia, muốn trở thành một cái thành viên trong cái hội chúng chư tăng, là đệ tử của Đức Phật. Đấy cũng là một cái duyên để cho mình khởi lên cái niềm tin, khởi lên cái tâm muốn được tu tập, muốn được giải thoát ra khỏi cái đời sống tục trần. Đấy, cái người nào mà có cái duyên xuất gia thì khi mà vị ấy nhìn thấy hình ảnh của chư tăng thì vị ấy sẽ rất là hoan hỷ, sẽ có cái niềm tịnh tín, có cái niềm cung kính, và khởi lên cái ước muốn cho mình cũng trở thành một cái vị xuất gia như vậy. Còn nếu mà cái người nào mà không có cái nhân duyên để xuất gia thì mình nhìn thấy hình ảnh chư tăng mình cảm thấy nó rất là bình thường. Còn nếu như cái người mà có cái duyên xuất gia thì nhìn thấy hình ảnh chư tăng thì mình sẽ tự động cảm thấy có một cái sự thôi thúc, có cái sự mong muốn, có cái ước muốn mạnh mẽ là được xuất ni ra khỏi cái đời sống thế tục. Vậy thì cái người nào mình mà thường xuyên niệm ân đức tăng, đấy nó cũng sẽ là một cái nhân duyên để một lúc nào đó mình cũng khởi lên một cái tâm mong muốn được trở thành một cái người xuất gia để từ bỏ cái đời sống thế gian này. Thì khi mà mình cứ tưởng niệm như vậy, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, tưởng niệm như thế cho đến khi mình cảm thấy cái ân đức ấy nó đã thấm sâu vào trong nội tâm mình, thì cái lúc đầu mình cần phải nương vào cái khái niệm để mình tưởng niệm cái câu đấy liên tục, và cái niềm hoan hỷ, cái tâm hoan hỷ của mình sẽ khởi lên, và lúc đấy mình chỉ chú vào cái ân đức đấy thôi, mình chỉ hướng tâm vào cái ân đức đấy và mình cứ giữ tâm ở đấy, và cái ân đức ấy nó cứ liên tục hiện khởi và cứ an trú ở trong tâm mình một cách liên tục với một cái niềm hoan hỷ liên tục như vậy. Và sau đó thì mình sẽ tưởng niệm đến cái ân đức thứ hai, Uccupatipanno Bhagavato Savaka Sangho, Uccupatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Mình cứ niệm cái ân đức thứ hai đấy liên tục, và có thể là
Mình niệm bằng tiếng Bani cũng được, mà mình niệm bằng tiếng Việt cũng được. Thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Khi mà niệm đến cái ân đức này thì mình cũng sẽ có cái sự suy xét, có cái sự nhận định rằng chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn là những người có những cái hình ảnh rất là trang nghiêm, tề chỉnh, nghiêm túc trong cái sự tu tập của mình. Tức là một cái vị xuất gia thì sẽ được rèn luyện các cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái cử chỉ, những cái hành động khi ăn, khi nói, khi làm các cái công việc hay là trong khi tu tập, thì luôn luôn phải có cái chánh niệm, có cái sự tỉnh giác và cái sự trang nghiêm ấy, thực hành trang nghiêm tề chỉnh. Đấy là cái chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì mình cứ tưởng niệm như vậy để mình biết rằng các cái vị tỳ kheo là một cái người có cái giới hạnh trang nghiêm, nghiêm túc trong cái sự tu tập. Thì đấy là cái sự thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thì cái nơi nào mà có cái sự uy nghi, tức là những cái người nào mà có giữ những cái uy nghi từ những cái hành động nhỏ nhặt, cũng luôn luôn được cái vị ấy phải có cái sự thức tỉnh, tỉnh giác, biết sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt, và các vị ấy luôn có cái sự thận trọng giữ gìn thân khẩu ý của mình, không có phạm vào những cái điều dù là những cái lỗi nhỏ nhặt nhất. Thì cái sự trang nghiêm ấy ở nơi, ở bên ngoài, thì mình sẽ thấy rằng có những người có những cái nơi có uy quyền chẳng hạn, thì người ta có những cái luật nghi rất là nghiêm khắc, và khi mình đến những cái nơi như vậy, mình cũng cảm thấy phải nghiêm túc lại với chính mình. Còn đối với các vị chư tăng thì đó là cái sự ngay thẳng, là sự ngay thẳng với chính bản thân mình. Tức là cái vị ấy cần phải có cái sự nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Cái vị ấy phải nghiêm khắc, nghiêm túc đối với thân, đối với lời nói và đối với tâm. Trong khi đang đi mà có một cái tâm bất thiện, có một cái lỗi lầm nào đó khởi lên, vị ấy cần phải diệt trừ những cái phiền não ấy, những cái bất thiện, những cái lỗi lầm ấy trong khi đi. Trong khi đứng vậy, có những cái tâm bất thiện nào khởi lên, vì ấy phải diệt trừ nó. Trong khi ngồi, trong khi nằm, trong tất cả những cái hoạt động trong cái cuộc sống hàng ngày, khi nào có một cái phiền não, một cái nỗi lầm nào khởi lên, vị ấy phải nghiêm khắc, phải nghiêm túc, phải chế ngự những cái phiền não, những cái nỗi lầm ấy. Vậy là cái sự thực hành ngay thẳng là cái sự trang nghiêm, là cái sự tề chỉnh, là cái sự nghiêm túc, là cái sự nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Nên là Đức Phật nói là dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Tự thắng mình tốt hơn, hơn là cái chiến thắng tối thượng. Tức là một cái người có uy quyền, có sức mạnh ở thế gian, người ta có thể chiến thắng được những cái giặc ở bên ngoài, những cái đối thủ ở bên ngoài, những cái sức mạnh ở bên ngoài, nhưng người ta không có nghiêm túc được với chính mình, người ta không chiến thắng được với chính bản thân mình. Còn đối với hội chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn thì các vị ấy coi những cái phiền não tham sân si là giặc thù. Vậy cho nên mới gọi là một vị tỳ kheo có ý nghĩa là sát tặc, tức là một cái người đấy là một người chiến sĩ, là một cái người diệt trừ những cái giặc phiền não, những cái giặc tham sân si ở trong lòng, đó là sát tặc. Các vị ấy là một bậc đi đến cái sự vô sanh, là một bậc ứng cúng, xứng đáng được cúng dường. Đấy cũng là những cái ý nghĩa của cái sự thực hành cái hạnh ngay thẳng như vậy. Đó là vị ấy phải nghiêm khắc, cần phải có cái sự nghiêm túc, có cái sự trang nghiêm đối với chính bản thân mình. Và mình niệm cái ân đức thứ hai, thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn.
Và cứ niệm như thế, Ucchuppatthipanno Bhagavato Savaka Sangho. Đấy là cái ân đức thứ hai mình có thể tưởng niệm và suy xét đến cái ý nghĩa là cái sự ngay thẳng, là cái sự trang nghiêm tề chỉnh ở nơi hội chúng tỳ kheo. Và cái ân đức thứ ba là thực hành chân chánh. Chân chánh thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thì Nyajapatipanno Bhagavato Savaka Sangho, và mình có thể nhắm mắt và tưởng niệm đến cái ân đức thứ ba như vậy. Chân chánh thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thì chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn do được hướng dẫn bởi giáo pháp của bậc thánh nhân, của bậc chân nhân, và những cái pháp mà các vị ấy thực hành, đó là cái đời sống thánh hạnh, và đó là cái đời sống chân chánh. Chân chánh từ ở nơi sự nhận thức, sự hiểu biết, như là vị ấy thực hành theo chánh đạo, có chánh chi kiến, do vị ấy nghe pháp, do vị ấy hiểu pháp, có cái nhận thức đúng, có cái suy nghĩ đúng là chánh tư duy, và vị ấy có những hành động đúng, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là vị ấy có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát. Đấy là thực hành cái hạnh chân chánh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thì chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn phải từ bỏ tất cả những cái gì nó liên quan, nó là những cái pháp không chân chánh, những cái tà pháp, những cái tà kiến, những cái tà hạnh, những cái pháp đi đến cái ô nhiễm, đi đến phiền não, đi đến khổ đau. Thì cái vị ấy cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn đoạn trừ những cái pháp bất thiện, là những cái pháp phải nỗ lực đoạn trừ. Những thiện pháp là những cái pháp cần phải nỗ lực tinh tấn để thành tựu, để phát triển những cái thiện pháp ấy, thì đó gọi là chân chánh. Mình niệm đến cái ân đức thứ ba là như thế, thực hành chánh hạnh, thực hành những cái hạnh chân chánh thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, chân chánh thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thì trong giáo pháp bận thì sẽ có những cái vị chân chánh thực hành giáo pháp, nhưng mà cũng sẽ có những vị không chân chánh thực hành giáo pháp. Ngay thời Đức Phật cũng thế, cũng có những cái vị tăng là những cái vị chân chánh, có những cái vị là hiền thiện, nhưng cũng có những cái vị là ác tăng, những cái vị không hiền thiện, những cái vị chống đối lại cả những cái lời dạy của Đức Phật, làm sai trái những cái lời dạy của Đức Phật. Thì cái điều đó không tránh khỏi, ở đâu cũng có. Nhưng khi mà một cái người mình thực hành cái hạnh gọi là niệm ân đức tăng, thì mình không có nhớ đến những cái vị không chân chánh, tức là mình không hướng tâm đến những cái khía cạnh tiêu cực, mà mình chỉ hướng tâm đến những vị tăng chân chánh thực hành, để mình tưởng niệm những cái ân đức của chư tăng. Và với một cái người niệm ân đức tăng như vậy, thì mình cũng đặt cái niềm tin của mình vào một hội chúng chư tăng, và mình không đặt niềm tin của mình vào riêng biệt một vị chư tăng nào. Nếu như có những người mình có thể nghĩ rằng bây giờ mình biết ai là cái người chân chánh, ai là một cái người chân chánh, chúng hội chúng chân chánh, một cái vị tỳ kheo chân chánh, hay một vị chư tăng chân chánh. Có thể mình nghĩ rằng vị này là vị chân chánh, nhưng một thời gian sau mình lại thấy vị ấy không chân chánh thì sao? Mình lại có thể cái vị tăng ấy sẽ làm một cái việc gì xấu thì sao? Và lúc ấy mình sẽ mất niềm tin thì sao? Vì vậy cho nên là mình phải hướng tâm đến cả một cái hội chúng, mình đặt niềm tin vào một hội chúng, chúng tăng tỳ kheo. Hội chúng tăng đó dù là chúng tăng ở quá khứ hay là ở hiện tại này, thì cũng đều là hội chúng tăng. Mình có thể hướng tâm đến một cái hội chúng tăng ở ngay trong cái thời hiện tại, mình cũng có thể hướng tâm đến một cái hội chúng tăng ở trong những thời Đức Phật, thì mình sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là thánh thiện đối với cái đời sống thánh hạnh của chư tăng. Và mình sẽ niệm là thực hành chân chánh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Đấy là cái ân đức thứ ba, và cứ niệm như thế. Thực ra những cái ân đức này nó rất là dễ hiểu, nó cũng rất là dễ nhớ, và nó cũng rất là dễ niệm. Dễ niệm thứ nhất là hình ảnh chư tăng mình có thể tiếp xúc, mình có thể gặp gỡ hàng ngày, cho nên là cái việc nhắm mắt lại hình dung đến
một cái hội chúng chư tăng không khó khăn, dễ dàng. Và các cái ân đức tăng cũng rất là thiết thực. Các cái ân đức tăng ấy mình niệm đến đâu mình cũng có thể hiểu được đến đấy. Thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, chân chánh thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thì mình niệm đến đâu mình cũng đã hiểu đến đấy. Vì vậy cho nên cái pháp thiền niệm ân đức tăng này là một cái pháp dễ dàng, dễ thực hành, và dễ sinh lên cái tâm hoan hỷ, và có thể dễ dàng đạt được cái sự nhất tâm định tĩnh, nó không khó khăn. Và tiếp theo khi mình đã niệm đến cái ân đức ấy thuần thục rồi thì lại tiếp tục niệm đến ân đức tiếp theo, ứng lý thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Ứng lý thực hành Supatipanno Bhagavato Sabhagato Uchupatipanno Bhagavato Sabhagato Nyajapatipanno Bhagavato Sabhagato Samichipatipanno Bhagavato Sabhagato. Thì cái lúc đấy mình có thể cứ niệm liên tục Samichipatipanno Bhagavato Sabhagato. Thì đó là ứng lý thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Ứng lý ở đây có cái ý nghĩa rằng là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là người sống theo giáo pháp, thuận theo giáo pháp, thực hành những cái pháp học, và sống với pháp học, sống với pháp hành, và thành tựu được những cái pháp giải thoát, cũng là những bậc thoát tục. Ứng lý ở đây là những bậc đã thoát trần, là những bậc đã thoát tục, là những bậc đã dự vào những cái dòng thánh nhân. Là vậy thì ứng lý hạnh là vậy. Ứng lý hạnh là những bậc hướng đến cái sự thực hành để chứng đắc các thánh đạo, thánh quả, hướng đến những cái đạo quả thánh nhân, tức là bốn đôi tám chúng. Vậy thì chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc hướng đến thành tựu sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Đấy được gọi là bốn đôi tám chúng, tức là có những vị thành tựu đã đoạn trừ được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, trở thành một cái bậc dự niu, sơ đạo, sơ quả. Thì vị ấy chỉ còn tái sinh tối đa ở trong cõi thế gian này là 7 lần. Rồi vị ấy sẽ nhập Niết Bàn, sẽ đại bát Niết Bàn ở cái kiếp tương lai thứ 7. Đấy là tối đa nhất. Còn nếu cũng có những vị thì làm giảm bớt những tham sân si, rồi vị ấy trở thành một vị nhất lai. Thì vị ấy chỉ còn ở trong sinh tử tối đa là 2 lần ở trong sinh lại cõi dục giới, rồi sau đó sẽ nhập Niết Bàn. Rồi có những vị đoạn trừ được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham sân hận, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử như vậy, thì vị ấy sẽ không còn những cái tham dục, không còn khởi lên những cái phiền não liên quan đến tham dục, không còn tham ái đối với cảnh dục giới này. Vì ấy chỉ còn tham ái đối với cõi sắc giới, vô sắc giới. Cho nên khi chết ở cõi này, vì ấy sinh về cõi tịnh cư thiên, cõi phạm thiên, tịnh cư thiên. Và vì ấy sẽ nhập Niết Bàn ở đấy, chứ không còn sinh trở lại cõi này lần nào nữa. Rồi có những vị thì đã đoạn trừ hết cả năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, tức là đoạn trừ được cái tà kiến về thân năm muộn, đoạn trừ được những cái hoài nghi, đoạn trừ được giới cấm thủ, đoạn trừ dục tham sân hận, đoạn trừ được hết những cái sắc ái, vô sắc ái, đoạn trừ được hết vô minh, ngã mạn, phóng dật. Và vị ấy sẽ nhập đại bát Niết Bàn ở ngay trong đời này, chứ không bao giờ còn phải tái sinh ở tương lai nữa. Thì đấy được gọi là tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Vậy đấy được gọi là cái ý nghĩa của Samichipatipanno Bhagavato Savakasango, ứng lý hạnh, tức là vị ấy sống với pháp học, sống với pháp hành, cho nên thành tựu được những pháp siêu thế, những pháp giải thoát. Đấy là cái hạnh thứ tư, gọi là ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng, tức là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đang hướng đến chứng đắc, hoặc là đã thành tựu, đã viên mãn, đã chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả như vậy. Vậy thì trong khi niệm ân đức tăng ở đây là mình đang niệm đến ân đức của các bậc thánh tăng, của các bậc thánh nhân, chỉ hướng đến những bậc thánh nhân, những bậc thánh tăng như vậy.
Vậy thì ở trong giáo pháp của Đức Phật muốn nói rằng một cái người ta phải đặt niềm tin vào những bậc thánh nhân, đặt niềm tin vào những bậc thánh tăng, đặt niềm tin vào những cái đức hạnh của những bậc thánh nhân như vậy, thì những cái niềm tin của mình nó mới không bao giờ bị thối chuyển, cái niềm tin ấy mình mới không bao giờ bị mất cái niềm tin. Nếu như là một cái vị mà còn là phàm tăng thì có thể ngày hôm nay vị ấy tốt nhưng ngày mai vị ấy có thể trở thành người xấu, ngày hôm nay vị ấy thanh tịnh nhưng ngày mai vị ấy có thể trở thành người ô nhiễm, cũng có thể vị ấy bây giờ là phàm tăng nhưng sau vị ấy cũng có thể trở thành thánh tăng, nhưng mà cũng có thể vị ấy sẽ tiến hóa nhưng mà vị ấy cũng có thể sẽ bị thối lui. Vậy nên khi niệm ân đức tăng có nghĩa là mình niệm ân đến đức của các bậc thánh tăng. Các bậc thánh tăng thì trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật thì rất nhiều, thì vô số, nhưng mà trải qua nhiều thế hệ, nhiều thời gian thì giáo pháp sẽ dần dần mai một đi. Những bậc thánh nhân có những cái đức hạnh lớn sẽ bắt đầu giảm bớt, rồi sau đó những bậc thánh nhân thượng nhân như các bậc A-la-hán thì giảm đi, rồi đến những bậc bất lai giảm, cũng có xong là cũng giảm, rồi đến những bậc nhất lai, rồi đến những bậc sơ quả, những bậc chứng đắc thánh đạo thánh quả trong những thời kỳ chánh pháp, thời kỳ giáo pháp thì rất nhiều, sau đó sẽ giảm mai một dần dần. Thì giáo pháp của Đức Phật vậy, nó cũng sẽ có cái sự mai một, có cái sự giảm bớt, nhưng mà như đến cái thời như ngày hôm nay mình vẫn còn có thể được gặp được giáo pháp. Giáo pháp bây giờ không còn bằng giáo pháp thời Đức Phật hay là cái thời mà gần với Đức Phật nữa, nhưng mà vẫn còn, nhưng vẫn còn giữ được giáo pháp, vẫn còn những pháp học, những pháp hành và vẫn còn những pháp thành tựu, và mình vẫn có thể tưởng niệm những cái pháp như là thiền niệm ân đức tăng để mình có cái sự hoan hỷ, có cái niềm tin vào cái con đường tu tập, vẫn có thể đi đến cái sự chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn. Thì đấy là cái ân đức thứ tư là ứng lý thực hành, là mình hướng đến bốn đôi tám chúng, hướng đến thánh hạnh, hướng đến thánh tăng, hướng đến cái sự chứng đắc thánh đạo thánh quả của hội chúng, của chúng tỳ kheo tăng, và mình hoan hỷ, tưởng niệm đến những cái ân đức ấy của các bậc thánh tăng. Rồi sau đó tưởng niệm tiếp chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng, chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điển vô thượng ở trên đời. Thì đấy, mỗi một câu ấy là một ân đức. Thế nhưng là cái ân đức thứ năm là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cung kính. Thì mình cứ niệm như thế, tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được cung kính. Và cái hiểu, mình hiểu rằng cái sự cung kính là như thế nào, cái sự tôn trọng là như thế nào. Thì cái sự cung kính nó là một cái tâm, nó nằm sâu thẳm ở trong cái nội tâm của mình. Khi mình kính trọng một cái người nào đấy, vì mình biết cái đức hạnh của cái người ấy, cái đạo hạnh, cái giới hạnh của cái người ấy là cao thượng, là thanh tịnh, là trong sạch, là vượt khỏi những cái phàm tục, những cái đời sống trần tục thường tình, cho nên là mình cung kính. Cái cung kính thì nó xuất phát từ ở trong nội tâm của mình. Có những cái người có thể là mình chưa từng gặp, nhưng mà do mình được học, mình được nghe biết đến cái đức hạnh của người ấy khiến cho mình cung kính, hoặc là mình thân cận với những cái bậc chân nhân như vậy, mình cảm nhận được cái đức hạnh của những vị ấy, cho nên khiến cho mình cung kính. Thì mình biết rằng các vị chúng hội chúng tỳ kheo có cái sự thiện lành, có cái sự ngay thẳng, có cái sự chân chánh, có cái sự hướng đến thánh đạo thánh quả như vậy, có cái sự thành tựu trong pháp học, pháp hành và pháp thành tựu như vậy, cho nên đáng để cho mình được cung kính. Thì đấy gọi là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, và chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng. Thì cái sự tôn trọng ở đây đó là những cái phép tắc, những cái nghi lễ, những cái sự lịch sự ở trong cuộc sống hàng ngày.
như là hàng ngày có rất nhiều người để mình tôn trọng, nhưng mà cái người mà để mình cung kính thì rất là ít. Như là một cái người nào đấy mà là một mình đi có trong nhà mình có một cái người nào là khách mời đến nhà mình thì mình cũng luôn luôn có sự tôn trọng. Trong gia đình luôn luôn cái người nhỏ phải tôn trọng cái người lớn, cái người ít tuổi phải tôn trọng cái người nhiều tuổi, theo vai vế, theo cấp bậc, theo thứ bậc khác nhau và có sự tôn trọng. Còn trong giáo pháp của Đức Phật thì những bậc đáng được tôn trọng là những bậc có giới hạnh cao hơn, có giới đức cao hơn. Những cái người vị nào thọ trì những cái giới nhiều hơn thì những vị đó đáng được tôn trọng hơn những cái vị thọ trì những cái giới hạnh ít hơn. Ví dụ như là trong một cái hội chúng có người thọ trì 5 giới, có người thọ trì 8 giới, thì cái người thọ trì bát quan trai giới ấy, 5 giới ấy đáng được tôn trọng hơn là cái người thọ trì 5 giới. Thì cái người ấy sống có thiểu dục hơn, có chi túc hơn, có tiết chế những cái tham sân si của mình nhiều hơn, cho nên cái vị đấy có sự tiến hóa hơn, có sự cao thượng hơn. Như vậy, vậy thì các vị tỳ kheo, các cái hội chúng chư tăng vì có thọ trì cái giới hạnh cao hơn, các vị ấy có tới nhiều cái điều cần phải giữ gìn hơn, cần phải tiết chế hơn, cần phải các vị ấy cần phải thu thúc nhiều hơn, đức hạnh như vậy lớn hơn, có sự tiến hóa hơn, có sự thánh thiện hơn. Cái người nào mà càng sống buông thả theo cái bản tánh, theo cái bản năng, theo cái sở cầu, theo cái mong muốn của mình thì cái vị ấy là một cái đời sống phóng dật hơn, và cái vị ấy có cái sự tiến hóa thấp. Và còn cái người nào có cái sự chế ngự hơn, có cái sự trang nghiêm túc hơn thì cái vị ấy sẽ trở nên cao thượng hơn, đáng được tôn trọng hơn. Vì vậy trong giáo pháp không phân biệt tuổi tác, không phân biệt là cái người nào lớn tuổi hay nhiều tuổi, mà là cái người nào đức hạnh lớn hơn thì cái người đáng được tôn trọng hơn. Cho nên là khi Đức Phật còn tại thế, có nhiều những vị Bà La Môn hay là những cái vị Sa Môn ở ngoại đạo, người ta đến người ta còn khiển trách Đức Phật. Người ta nói rằng, chúng tôi nghe nói rằng Sa Môn Gotama không đứng dậy, không chào hỏi, không mời ngồi các cái vị Sa Môn Bà La Môn trưởng thượng, niên cao nạp trưởng, tuổi đã lớn, không có bái chào, không có thể hiện cái sự tôn trọng đối với lại những cái vị niên cao nạp trưởng hơn. Như thế là không xứng đáng, như thế là không hợp với đạo lý. Thì Đức Thế Tôn nói rằng ở trên khắp tam giới này không ai đáng để cho ta được cung kính tôn trọng như thế. Nếu ta mà có khởi lên cái tâm tôn trọng, cung kính, hay là đảnh lễ, hay là bái chào, hay là tiếp rước, hay mời ngồi đối với một vị Sa Môn Bà La Môn nào, thì ngay ở chỗ đấy các vị ấy, đầu các vị ấy sẽ vỡ ra thành bảy mảnh. Bởi vì cái đức hạnh của Đức Phật nó quá lớn như vậy, mặc dù tuổi còn rất trẻ như vậy, nhưng vì cái đức hạnh nó lớn, nếu như Đức Phật mà có cái sự tôn trọng đảnh lễ, những cái vị có đức hạnh nhỏ hơn, các vị ấy sẽ không thể chịu được cái đức hạnh ấy, cho nên các vị ấy có thể đầu sẽ vỡ ra nằm bảy mảnh. Như vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng có bốn hạng người không thể coi thường. Bốn cái không thể coi thường ấy: ngọn lửa nhỏ không thể coi thường, hoàng tử nhỏ không thể coi thường, con rắn nhỏ không thể coi thường, và một cái vị sa di trẻ tuổi không thể coi thường. Vì có thể vị ấy sẽ là một vị thánh nhân, vì có thể rằng cái vị ấy có thể 7 tuổi thôi cũng có thể đã trở thành một cái vị có tam minh lục thông, có tứ tuệ phân tích, có thể là như vậy. Cho nên trong cái hội chúng thánh nhân, hội chúng tỳ kheo như vậy, nên là có những lần Đức Phật cũng còn nói rằng là những cái hội chúng tỳ kheo là hy hữu, hiếm có ở trên đời. Và Đức Phật nói rằng trong hội chúng tỳ kheo này có những vị có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, có những vị là bậc đã nậu tận, có những vị là bậc bất nai, có những vị là bậc nhất nai, có những vị là bậc sơ quả dự niu, có những vị thì đang thực hành giới định tuệ để hướng đến chứng đắc các thánh đạo thánh quả. Như vậy, vì vậy những cái hội chúng ấy là hy hữu, là hiếm có ở trên cuộc đời.
Vì vậy đấy cũng là, vì vậy nên là một cái người xuất gia được cũng giống như là một cái vị khách đã ra khỏi cái đời sống phàm tục. Vì vậy vị ấy đi đến các gia đình, đi đến đi vào trong nhân gian thì các vị ấy được coi là những cái vị khách tăng, những cái vị khách, cho nên là các vị ấy đáng được cung kính vì cái đức hạnh, đáng được tôn trọng là như là những vị khách, chứ không phải là như là những cái người bạn bè thân bằng quyến thuộc bình thường, mà các vị ấy là những cái vị khách chuẩn, những cái vị khách tăng. Và các vị, và cái mà mình niệm như vậy, Ahunayo, Pahunayo, Dakhinayo, Insani Kajani, Ayo, Anutarang Punya Ketang Lokasati. Thì các vị, mình có thể cứ niệm các cái ân đức, mình có thể niệm từng ân đức, hoặc là mình niệm liên tục cả 9 ân đức như vậy. Các vị ấy đáng được cung kính, chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng, chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cúng dường. Thì khi mà mình niệm chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điển vô thượng ở trên đời, thì chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn là người từ bỏ tất cả những cái đời sống ở thế gian, và các vị ấy chỉ còn sống suốt cuộc đời là sống nương tựa vào cái sự bố thí của các thí chủ, của các hàng thí chủ. Thì Đức Phật vậy, khi mà Đức Phật đi xuất gia thì Đức Phật cũng sống nương tựa vào cái sự bố thí của các hàng, của các thiện nam tín nữ gần xa, chứ Đức Phật không có sống thọ dụng, không sống nương vào một người nào cố định. Có những người có thể sẽ cúng dường Đức Phật suốt trọn cuộc đời, nhưng mà Đức Phật nói rằng ba đời chư Phật đều sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn. Thì cái đời sống khất thực, đời sống sinh ăn đấy là cái đời sống của ba đời các bậc thánh nhân. Bởi vì đối với một cái bậc thánh nhân đã ra khỏi cái đời sống thế tục, không làm những cái nghề nghiệp kiếm sống như người đời, không buôn bán, không đổi trác, không tích trữ tài sản, và cái tài sản của các vị ấy chỉ có tam y và nhất bát, tức là chỉ có ba bộ y và một cái bình bát. Thì ngày nào khất thực xin ăn ngày đấy, không tích trữ thực phẩm, không nhận thọ nhận tiền và vàng bạc. Và cái đời sống, cái tài sản của các vị ấy, hay là cái mà cái nhu cầu của các vị ấy là bốn món vật dụng hàng ngày, đó là y áo. Nếu y áo mà có người cúng dường thì các vị ấy thọ nhận, không thì sẽ nhặt, nượm nhặt những cái vải mà người ta bỏ đi để may thành y. Có thức ăn mà có người cúng dường thì vị ấy thọ nhận, không thì ôm bát đi khất thực từng nhà. Và cái chú xứ, nếu như có người dựng nên những cái tịnh thất thì các vị ấy ở, còn nếu như không có người cúng dường cái chú xứ tịnh thất thì các vị ấy sẽ vui lòng ở dưới gốc cây. Và dược phẩm khi ốm đau trị bệnh, có người cúng dường dược phẩm thì các vị ấy thọ nhận, nếu không thì các vị ấy sẽ dùng những cái dược phẩm ngâm với nước tiểu bỏ đen. Đấy là những cái dược phẩm nó dễ dàng, dễ kiếm, dễ nuôi dưỡng. Và các cái vị ấy sống bằng cái đời sống khất thực xin ăn như vậy, thì đấy là cái hạnh của Đức Phật, đấy là cái hạnh của các bậc thánh nhân, và đó cũng là cái hạnh của các cái vị hội chúng tỳ kheo. Thì đáng, các vị ấy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, cúng dường về bốn cái món vật dụng như vậy. Các vị ấy đáng được chắp tay, tức là có cái ân đức này, đáng được chắp tay. Chắp tay ở đây là các vị ấy, mình có thể chắp tay như một sự cung kính đảnh lễ, hay là chắp tay là một cái sự thỉnh mời, hay là thỉnh mời các vị hội chúng tỳ kheo ấy để nghe giảng Phật pháp. Mình có thể chắp tay để thỉnh pháp, để nghe pháp, chắp tay để xin thọ giới, hay là mình chắp tay để xin được cúng dường về các vật dụng. Đấy là các vị ấy đáng được chắp tay. Các vị ấy là phước điền vô thượng ở thế gian này.
chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn là phước điển vô thượng ở thế gian. Vì khi mà mình có một cái tâm hoan hỷ tưởng nhớ đến một cái hội chúng tỳ kheo như vậy, với một cái tâm hoan hỷ thôi cũng sẽ tạo ra một cái phước lớn, nếu đó là những cái vị tỳ kheo thanh tịnh, những cái vị tỳ kheo có đức hạnh, những cái hội chúng tỳ kheo ấy là những cái vị có giới thanh tịnh, có tâm thanh tịnh, có cái chi kiến thanh tịnh. Thì khi mình hướng về các vị ấy với cái tâm thành kính thì cũng đã đủ cho mình có cái phước lành sinh về thiên giới. Nhất là những cái người nào có trong cái cuộc sống hàng ngày mình hay tưởng niệm đến chư tăng với cái tịnh tín, với cái hoan hỷ, mà đến cái giờ phút lâm chung, đến cái lúc cận tử nghiệp mà mình chỉ còn nhớ đến cái hình ảnh của các vị tỳ kheo, các cái hội chúng tỳ kheo ấy với cái tâm hoan hỷ như vậy, cũng đủ cái phước để mình sinh về các cõi thiên giới, sinh về các cõi trời hoặc sinh trở lại làm người. Các cái vị nếu như mà mình có cái tâm thành kính đảnh lễ các vị ấy, hội chúng tỳ kheo giới hạnh và thanh tịnh như vậy, thì cái tâm thành kính ấy mình cũng sẽ đạt được cái phước lành của cái sự cao quý, tức là khi sinh lại đời sau mình sẽ là một cái người cao thượng, là một cái người cao quý, không sinh vào những cái nơi thấp kém, hay là có cái sự cúng dường đến các vị tỳ kheo, mình sẽ tạo ra những cái phước lớn như các vị tỳ kheo, là cái phước điền như vậy, là cái phước như là một cái người khi mà mình bố thí cho những cái vật rất là nhỏ bé, như là mình bố thí cho những cái loài nhỏ bé như loài vật, mình cũng có phước gấp hàng trăm lần khi một cái người bố thí cho một cái người mà không có đức hạnh cũng có phước, cái phước đấy nó cũng lớn gấp ngàn lần cái vật mà mình bố thí. Khi mà mình bố thí đến một cái người có đức hạnh bình thường ở trong thế gian thì cái phước lành ấy cũng sẽ lớn gấp hàng trăm ngàn lần rồi. Khi mình bố thí đến một cái người có đức hạnh thanh tịnh, có giới hạnh thanh tịnh, hay là mình bố thí đến một cái bậc thánh nhân, thì cái công đức đấy là vô lượng, không thể kể xiết. Cho nên Đức Phật nói rằng là giống như nước biển, mình không thể dùng nói rằng có 100 thùng nước, hay 1.000 thùng nước, hay 100.000 thùng nước, mà cái số lượng ấy là vô lượng vô biên. Cũng như vậy, khi ở một cái người có cái lòng tịnh tín, có cái sự hoan hỷ, có sự cung kính, có sự cúng dường đến cái hội chúng tỳ kheo, hay đến một cái vị là bậc thánh nhân, thì mình sẽ có những cái phước lành vô lượng vô biên, không thể nào dùng cái số lượng để tính toán, để đo lường được. Đấy là cái phước điền vô thượng ở thế gian. Vậy khi đấy được gọi là 9 ân đức Phật, thì mình tưởng niệm từng ân đức một, sau đó thì mình sẽ niệm liên tục cả 9 ân. Chúng tăng đệ thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, chân chánh thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, ứng lý thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Chúng tăng đệ tử Đức Thế tức là 4 đôi 8 chúng. Chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Đấy là cái bài mà mình thuộc cả 9 cái câu đấy, thì mình sẽ niệm hết cả 9 cái ân đức như vậy. Nếu như không thì mình sẽ niệm từng ân đức một, niệm cái ân, ví dụ mình niệm một cái ân đức đầu tiên, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Đấy là cái pháp thiền, thiền niệm ân đức tăng. Khi thiền niệm ân đức tăng như vậy, trong tâm mình nếu như mà mình hiểu được những cái ý nghĩa ấy, mình khởi lên cái niềm tin tưởng với cái đức hạnh của các vị chư tăng, và mình sẽ có cái sự hoan hỷ như vậy. Và khi thường xuyên tưởng niệm ân đức tăng như vậy thì mình sẽ có được một cái tâm hoan hỷ đối với hội chúng chư tăng, sẽ có được cái tâm thanh tịnh, nó sẽ diệt trừ đi những cái phiền não, những cái khổ ưu ở trong chính bản thân mình, và sẽ có cái sự hoan hỷ trong cái sự thực hành giáo pháp. Và đây là một cái pháp môn để tăng trưởng cái đức hạnh của mình, tăng trưởng cái niềm tin của mình, làm cho mình hoan hỷ với lại Phật bảo, với pháp bảo, với tăng bảo,
và đó là nền tảng để cho mình thực hành những cái pháp cao thượng hơn nữa. Tức là thiền niệm ân Đức Phật hay niệm ân Đức Pháp, niệm ân Đức Tăng, nó sẽ làm cho mình tăng trưởng thêm cái đức tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Chứ cái pháp môn nếu như mình chỉ dừng lại ở những pháp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì mình không đi đến sự giác ngộ, không đi đến giải thoát, không đi đến Niết Bàn được. Nhưng mà đây sẽ là cái nền tảng để mình phát triển cái niềm tin, rồi từ cái niềm tin ấy tạo thành những cái động lực để tạo thành những cái sự tinh tấn để mình phát triển những cái chánh niệm, những cái tỉnh giác cao hơn để mình tu tập những cái pháp cao thượng hơn nữa. Nên là tu tập những cái pháp về thiền chỉ, chứng đắc các cái tầng thiền, hay là thực hành những cái pháp về thiền tuệ, thiền quán, phân biệt ra thâm năm uẩn để giác ngộ nên các cái sự thật, để giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Thì khi nào mình giác ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, thánh quả Niết Bàn, thì lúc đấy mới thành tựu được cái pháp mà mình cần phải tu tập. Thì bây giờ là đến cái lúc mình sẽ thực hành, bây giờ là cái giờ mà mình sẽ thực hành cái sự thực hành thiền, pháp thiền niệm ân Đức Tăng này. Là mọi người sẽ ngồi giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng và nhắm mắt lại. Rồi mình sẽ hình dung ra cái hình ảnh của một cái hội chúng tỳ kheo tăng, bất cứ một cái hội chúng tỳ kheo tăng nào mà mình cảm thấy có cái niềm tin, có cái sự hoan hỷ, có cái sự cung kính. Dù đó là hình ảnh các vị tỳ kheo tăng ở trong thời quá khứ, hay là các cái hình ảnh của các vị chúng tăng trong thời hiện tại mà mình đã từng thấy. Mình nhắm mắt lại và mình hình dung đến một cái hội chúng như vậy, một cái hình ảnh như vậy, và mình sẽ tưởng niệm như vậy. Nếu như mình đã từng học Pali về các ân đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi thì mình sẽ niệm bằng cái tiếng Pali Supatipanno Bhagavato Sabbaka Sangho. Niệm một cái câu đấy đầu tiên là phải niệm cho thuần thục, rồi mới niệm đến câu thứ hai Uchupatipanno Bhagavato Sabbaka Sangho, Nyajapatipanno Bhagavato Sabbaka Sangho, Samichipatipanno Bhagavato Sabbaka Sangho, Dairang Chattari Purisa Jugani Attha Purisa Jugana Esa Bhagavato Sabbaka Sangho Ahuleyo Bahuleyo Lakineyo Anchani Gajaneyo Anutarang Bunya Ketang Lokasati. Niệm mà bây giờ trong cái thời thiền này mình chỉ niệm được một ân đức thôi. Vậy thì mọi người hãy niệm một ân đức đầu tiên Supatipanno Bhagavato Sabbaka Sangho, và mình hiểu đến ý nghĩa câu ấy là thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Và mình suy xét đến cái sự thực hành thiện lành như vậy, các vị ấy có giới thanh tịnh như vậy, có định như vậy, có tuệ như vậy, có tâm thanh tịnh như vậy, có chi kiến thanh tịnh như vậy, buông bỏ hết tất cả những tội lỗi ở thân khẩu ý như vậy, đời sống hướng thiện, và mình có cái sự hoan hỷ với những cái đức sống thiện lành ấy, thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Cứ như vậy tưởng niệm liên tục. Đấy là cái thời thiền đầu tiên. Bây giờ bắt đầu vào thời thiền, người sẽ ngồi giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt như vậy và tưởng niệm như thế. Niệm mà mình có thể niệm hết cả thời thiền cũng được, hoặc là mình niệm một nửa thời thiền mà cái tâm nó cảm thấy nó căng thẳng, mệt mỏi thì mình sẽ quay trở về hơi thở ở trước cửa mũi, nhận biết hơi thở vào ra. Còn nếu như mà mình cảm thấy hoan hỉ thì cứ niệm cho đến hết thời thiền. Rồi bắt đầu 30 phút hành thiền.